Ôi trời ơi, chú Bơm đấy à? Ôi. Thế hôm nay không hẹn nhau mà lại cứ dọn hàng đúng ngày đúng giờ nhỉ? Vâng, hôm nay đẹp ngày lắm. À thế à? Ừ, tôi thấy bảo là đầu năm mà hôm nay là đẹp ngày. Thế bà cứ dùng và tranh thủ ra dọn hàng đi. Vậy thì chúc rồi, nhưng mà thôi thì hôm nay là anh em mình mở hàng. Hai Xuân. Vâng, thế chúc bác là năm nay là... Cái gì đấy? Phô tô là không bị hết mực này. À, cái này được. Làm mốc này. Ui, cái này được. Kẹo là không được chảy này. Cái này được. Chè là phải đậm. À, thì đương nhiên rồi. Em xin nước chén, nước chè. Được rồi, được rồi. Cô chú cầm cả ấm ra đây đi. Nào, ra đây ngồi chỗ này uống. Ơi, chết chết. Năm nay chú Bơm lại văn hoa quá. Chú chúc giải như thế, nghe thế thì mệt hết cả người rồi. Chúc giải thế thì tôi cũng lại phải chúc chú là... Này, thế là năm nay là chúc chú là cái đánh xăm nó không bị dỉ, cái cà lê nó không bị hỏng, cái vá chín là nó không bị chảy. À, chúc năm nay là có nhiều người thủng xăm, nhiều người gãy vành. Trên chúc thế thì mệt lắm. Thôi, năm mới mình cứ chúc nhau là mạnh khỏe này, may mắn này, thế là được rồi. Ôi trời ơi, em nói thật với bác chứ. Cứ đấy, năm nào bác cũng chúc em là cũng là mạnh khỏe, là may mắn. Thì nhưng mà đấy vẫn cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trời cho mình một sức khỏe, thế đã là may mắn rồi. Con cái học hành tấn tới cũng là may mắn. Hàng xóm láng giềng mà không cãi nhau, không mắng nhau cũng là may mắn rồi. Ở tuổi tôi với tuổi chú, thế mà bây giờ là với cái máy sấy tóc một cái, lưng nó nhói một cái như ông Phương hàng xóm nhà mình, thế là ngay đầu năm đã phải đi châm cứu. Thế có phải là may mắn không? Phương sò gì? Ừ. Thảo nào định là hôm nay là cũng định đi yên tử đấy. Thế nhưng mà xong rồi đấy chắc là đau là không đi rồi. Chứ có phải may mắn như kiểu của chú là người ta ném cho mình một cục vàng, ném một cục tiền vào nhà, thế là may mắn không nào? Không phải là như thế. Này, em nói thật với bác, từ nãy giờ bác cứ chúc em là may mắn, em chưa thấy may đâu, nhưng mà bác là may rồi kìa. Đâu, cái gì đấy? Kìa kìa. Để cho xin chén nước các bác này. À, vâng. Mời chú. Ồ, quá, chúc mừng năm mới. Ờ, đây cũng là vừa dọn hàng đấy, chè mới pha đấy. Ừ. Cảm ơn các bác. Mời các bác nước ạ. Vâng. Cái gì thế? Này, này. Chú Bơm. Hả? Chú nhìn mặt tôi có nhỏ không mà chú cứ định lau mặt tôi thế nào? Chả cần gì cần thế. Ông này ông uống nước thì ông uống xong rồi cứ vạch mặt người ta ra thế. Em phán với bác một câu là bác sắp có lộc to rồi. Lộc to? Này, cái thằng Lộc nhà bác nó bao được bao cân? Ờ thì năm nay ăn bánh chưng nhiều nó phải tăng lên đến hai mấy cân rồi đi chứ ít à? Không, ý em nói không phải là lộc đấy mà là lộc phát đấy, lộc tài ấy. Lộc tài à? Bác sắp phát lộc rồi đấy. Ui giời ơi, vâng. Phát cái gì? Đây về hưu mở cái quán nước chè, chú Bơm ấy thì Bơm vá ở đây, không có cái gì đâu mà lộc phát. Bác cứ để yên, cứ để yên để em xem. Xem cái gì? Em xem tay. Thôi, để em xem. Thôi không phải xem gì cả. Thôi, chú uống nước thì chú uống đi. Chứ còn nếu mà chú định xem bói, chú phán linh tinh ấy là tôi không có thích nhá. Bác này, đầu xuân năm mới để cho thầy đây xem thì mất cái gì đâu. Này, thầy là biết xem tướng kìa. Biết xem chứ. Mà kể cả cái mặt ông cũng có lộc. Vừa mới dọn hàng ra đã có khách đâu mà lộc với lá gì. Mà tôi nói cho chú biết nhé, chúng tôi ngồi ở đây đầu xuân năm mới ai vào thì cũng là lộc rồi còn gì nữa. Thì tôi hỏi ông nhá, đúng sáng mùng 1 có đứa nó mang tiền đến nó đưa đúng không? Tôi à? Này, có ai trả nợ chú à? Làm gì có ai đúng ai rồi. Thì làm gì có tiền cho vay mà trả nợ. Có, cứ nhớ lại xem làm gì có cái gì nhỉ. Một sáng mùng 1 là có cái con linh, con hoàng ấy, nó hàng xóm nó thủng lốp thì nó sang nó nhờ vá thì có lấy tiền của nó đâu, thì nó mừng tuổi cho 50 chứ lộc lá gì. Thì đấy, thì là cái miếng vá chỉ có 20 mà nó đưa cả 50 thì thừa ra 30, thế không đúng là có lộc. Ừ. Đúng rồi. Cũng có lộc đấy. Lộc là chỗ đấy. Thế là có lộc đấy. Tự nhiên sáng mùng 1 có đứa nó đến nó mừng tuổi. Thế này là có lộc cho cái gì nữa. Nhưng mà thôi nhá. Chú xem bói xem toán hay là chú phán cái gì ở chỗ nào thì cũng được. Ở đây uống nước thì uống, xong rồi đi ra chỗ khác mà xem nhá. Bây giờ chúng tôi không xem đâu. Bà Phùng, em đã bắt đầu thấy thích thầy rồi đấy. Thích cái gì mà thích? Chú đừng có bảo cái chuyện lằng nhằng ở đây nhá. Quá. Thầy đấy rồi. Thầy ơi, em tìm thầy suốt. Thầy đi đâu mà thắt ẩn thắt hiện? Trời ơi thầy ơi.
thầy xem tiếp cho em đi. Xem cái gì, xem cái gì? Tôi gặp nhà chị bao giờ đâu mà xem. Ủa thôi chết rồi, thầy quên em rồi à? Thầy nhìn kỹ lại bản mặt em đi. Hôm nọ đấy, năm ngoái ấy, thầy xem cho em. Thầy đang xem cho em nhá. Thì công an người ta đến, người ta đuổi, người ta thầy bỏ thầy chạy. Công an nào? Mấy cái tay dân phòng nó đến thì tôi tránh nó đi, tôi chạy đâu mà vơ va vơ vẩn. Thế này trước xem đến đâu rồi? Thầy xem cho em ở cái điện, cái đoạn là đất đai đấy. Đất đai gì? Vâng. Thì tôi đã phán với nhà chị là nhà chị năm ngoái có đại cát rồi còn gì nữa. Đại cát á? Ờ. Đúng không? Rồi đúng rồi thầy ạ. Không, thầy xem chuẩn quá thầy ạ. Trời ơi, cái lần ấy khi em ở chỗ thầy về thì tự nhiên có một thằng xe ben nhá chở đầy cát đến đúng cửa nhà em, đổ trước cửa. Ôi giời ơi, em á phải vận động cả gia đình chồng con xúc cát đến gần giao thừa nhá thì mới hết được cái chỗ cát ấy, nhà em mới có cửa đi vào. Đấy, đại cát nó nằm ở cái chỗ đấy đây. Đấy là đại cát đấy. Trời ơi. Mà chưa hết đâu. Trong gia đình có người bị tật. Thằng cười thì nói thế nào chứ. Nhà em đấy, con cháu này là nó còn năm ngoái nó đi thì laptop model đấy. Laptop model cái gì, model với model. Okay. Tôi nói chỉ cứ cãi nhầm nhèm. Không thầy ơi, em không cãi, nhưng mà thầy cứ nhớ lại xem trong họ hàng có ai đi mà đi chân à? Chấm chân xóa xong nghe tay lại đuổi ruồi nào à, có không? Ừ, đây. Trời ơi, em nhớ ra rồi. Em nhớ ra rồi. Ôi giời ơi, tôi tỉnh tài thế quên. Qua tuần trong họ nhà em có ông chú họ mới vừa rồi là bị tai biến lần hai. Đây chân thì chân thế này. Đây, đuổi ruồi này. Tay đuổi ruồi. Thầy ơi, thầy xem giỏi quá. Qua tuần em mời thầy, thầy ngồi vào trong, nhá. Quá đấy thầy ạ. Qua tuần đi đây, cảm ơn thầy. Tôi bảo chị rồi. Vâng. Cứ theo tôi thì mọi chuyện nó sẽ ổn thôi. Vâng. Mà này, nếu mà chị thích ai mà thấy hay hơn tôi thì cứ theo người ta. Không, em theo thầy. Em theo thầy. Cái gì? Thầy này phán có chuẩn không? Ý chuẩn lắm, đúng lắm chú ạ. Không sai một tí gì nhá. Có vẻ cao tay đấy. Cao lắm. Nhưng mà giỏi như thế sao không ở nhà mở điện mở phủ đi mà lại phải đi la liếm khất thực thế này? Khổ quá. Số đấy, ông giời chưa cho căn quả đấy. Cứ thế này phải 10-15 năm nữa thì mới được ngồi yên một chỗ. Tôi thì ở dưới trần gian, ở trên tiền đế Ngọc Hoàng là cha. Con rời đây á? Con rời. Con Ngọc Hoàng đây á? Mà trông như thằng bà gà thế này á? Trông như thằng bà gà đấy. Cứ ngồi đấy mà lướt chuyên đi. Trong năm vừa qua, vợ chồng con cái đục đục, cãi nhau đến gần giao thừa. Tưởng là mất cái Tết đấy. Đúng không? À, chị á? Chú ấy. Thầy nói chú đấy, có đúng không? Cãi nhau à? Ôi giời ơi, em với cả con vợ em thì khắc khẩu rồi. Nói cứ toàn là cứ chèn vào mồm nhau liên tục mà. Đấy, thế là cãi nhau rồi còn gì nữa. Chứ còn gì nữa. Chưa hết đâu. Sang năm tới ấy, lại còn dính đến cái chuyện là điền thổ, tranh giành đất đai, rồi là kiện tụng. Không cẩn thận này còn hầu quan nữa đấy. Đấy, đúng không? Có chuyện tranh giành đất đai không? Hả? Nhà em á? Ừ. Có không? Đúng rồi. Hả? Cái thằng hàng xóm nhà em trong Tết ấy là nó trổ cái cửa sổ ra, nó chõ đúng vào cái toilet nhà em. Đấy, chưa? Cẩn thận đấy, không có cửa quan. Biết đấy chưa? À? Thầy sao nói đấy. Sao cửa sổ nhà nó lại trổng vào đúng trùng xí nhà mình nhỉ? Này, còn việc nữa đấy. Cẩn thận trong nhà có người dính lên dao kéo đấy. Chết rồi, dao mà kéo. Dính lên dao kéo không cẩn thận ấy, ảnh hưởng đến cả tính mạng. Ôi thật chết rồi. Thế hả thầy? Thôi chết rồi đấy, cẩn thận đấy. Không, nhá. Không. Có ai không? Không. Làm gì có ai nhỉ? Nghĩ kỹ xem nào, có ai không? Không, có mỗi thằng lớn nhà em là nó bị cái nhọt ở mông thôi. Nó kéo sao? Gì? Thế cơ, chưa ra kéo chưa, gì à? Khổ quá thì trong Tết thì là người đi viện rồi, người ta bảo là cứ phải để chờ cho nó gọi là nó hết phù nề lên thì xong rồi người ta mới trích nó ra. Đấy. Trích tức là dao kéo rồi còn gì nữa. Mà thì là cái nhọt không thầy nhỉ? Đã dính lên dao kéo rồi. Đấy. Thôi nó chỉ có chuẩn thôi. Đấy, thầy chứ. Mà thôi cũng xin thông báo với ông bác luôn là tới này có tin vui. Tin vui Lộc ở xa mang về. Ôi giời ơi, sướng thế. Giời ơi, ở đâu đấy? Ở đâu đâu về? Có người đi xa không? Có ai? Không, có cái thằng cháu rể nó
lao động xuất khẩu Hàn Quốc nó về Tết nó về chơi nhà thế mà. Đúng rồi còn đấy, gì nữa. Mà tôi mang cái gì về đâu? Trời ơi, thế nào nó cũng một là tiền mà hai là kẹo. Thế nào đấy, cũng quả. Là có lộc rồi. Có lộc rồi còn gì nữa rồi. Ôi, đấy, xem đúng không? Quá chuẩn kia đúng không? Thôi 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 chú nhé, chú ngồi yên. Để cho chị xem nốt cái phần của chị đã. Rồi chú hãng xem nhé. Thầy ơi. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Thầy ơi, thầy, thầy. Cho con chốt nốt một lần này thôi. Ờ, được rồi. À, con có chút lễ mọn. Ừ, rồi, rồi. À, con dâng thầy. Thầy xin. Vâng, thế thầy, thầy xem cho em xem là hôm nay em bánh hai con lô gì. Thật chắc vào. Hai con lô gì? Vâng. Hai con lô đẹp gì? Vâng, hai con lô đẹp. Có ngay. Vâng. À, nhưng mà nhà chị tuổi gì? Nhâm Dần. Nhâm Dần à? 62, sinh năm 62. Nhâm Dần 62. Vâng. Thì đánh luôn, đánh tất con 26. Đánh hết con 26 ấy. Chắc chưa? Chắc rồi. Mà muốn chắc nữa ấy thì đánh bóng luôn cho tôi. Bóng đầu hay bóng đít? Bóng đít. Bóng đít tức là đánh con 6 là con 1 ấy. Một, đánh con 1, đánh 1 luôn à? Một cho tôi. Đánh được. Thế là chắc rồi gì? Mà chắc nữa ấy thì cứ trần luôn con bạch thủ là con 26. Bạch thủ con 26 nhá. Tất cả đầu hai luôn. Trong chắc ăn luôn đấy này nhá. Ơi trời ơi thầy ơi. Hôm nay con mà ăn lô nhá. Rồi ôi con sẽ hậu tạ thầy, Em bảo hả? Mỗi lần thầy xem cho như thế là phải đưa ngần ấy tiền cơ. Trời ơi, ngần ấy thì ăn thua gì. Này tôi nói cho chú nghe nhá, có người á còn dâng thầy hàng triệu luôn. Thầy cao. Thế cơ? Ôi, cao tay lắm. Này thầy nhá, chấn được cả trạch nhá, gỡ được cả bùa nhá. Thực tế chúng ta có một nhà nhá đang làm ăn phát đạt nhá. Rồi ôi phát cực kỳ luôn đấy, tự nhiên bị yểm ở trước cửa. Yểm cái gì ạ? Yểm một cái cây rất to, mà trên cái cây nhá còn có một cái số nữa, cái số. Thế mà thầy gỡ được cái số đi, xong rồi thầy cho nước thánh vào, thầy nước thánh thầy giải lên cây nước thánh. Thế xong rồi sao? Rồi ôi còn làm sao nữa. Thế chú có biết cái nước thánh là nước gì không? Hả? Nước gì ạ? Nước thánh. Nhưng mà là nước gì? Khổ quá, là dầu luyên. Dầu luyên ấy. Chú hiểu không? À tức là đổ dầu luyên vào dầu cái cây. Dầu luyên. Thầy đổ ngày này qua ngày khác nhá. Cái dầu luyên nó ngấm vào cái cây. Thế là cái cây ấy dần khô dần. Thế mà chính những cái nhà yểm ấy nhá, họ phải mang một cái xe coi như cần cẩu đến. Cẩu ốc cái cây đi luôn. Thế mới kinh chứ. Cái nhà đấy nó nợ nần thù hận gì ai mà sao nó lại mặc cái hội yểm đấy là hội nào? Ôi dồi ôi, cái hội yểm ấy nhá là hội công ty cây xanh. À, là đổ dầu luyên vào cái cây, cái cây nó chết. Công ty cây xanh người ta phải đấy, bứng nó đi. Ừ đấy, dồi ôi, bứng đi xong cái rồi làm ăn bắt đạt luôn. Dồi ôi, cực kỳ luôn đấy. Thì xem cái cây này nó bậu ở cái chỗ này có phong thủy không? Cây này bậu ở đây à? Vâng. Cái này bậu ở đây thì nó không phong thủy một tí nào. Thế ạ? Bởi vì dưới cái gốc cây này là nó có một cái lưỡi cày, đúng không? Đấy, bây giờ muốn bứng nó đi thì lại phải lấy cái lưỡi cày ra. Nhưng mà thầy mặt chết. Cây này nó có số rồi này. Đấy. Cũng là yểm bùa đấy ạ. Ờ, là yểm bùa đấy. Không ổn rồi. Dạ. Bây giờ phải chọn ngày lành tháng tốt. Thầy ơi. Phải cúng lễ thì mình bứng được cây đi đấy. Nhưng mà thế tiện luôn hôm nay có được không ạ? Hôm nay không được. Thế tôi bảo phải chọn ngày lành tháng tốt thì mới bứng được. Thôi. Bây giờ thế này. Thầy làm ơn thầy cứ ngồi uống nước đi. Thầy chờ em một tí. Em đi gọi cái bác Phô về. Bác, à, đây, cái ông bám bổ ấy. Đấy là bác ấy nói vui thế thôi. Đây là nhà bác Phô. Cái cây mà nó lại cũng chấn điểm như này thì bác làm ăn này không ra gì cả. Thế thầy chờ một lát nhé. Ui giời, may quá. Đây này có bác Phô làm sao? Bứng cái gì? Xin phép ông thầy. Đây. Em đi du xuân này, em đi du xuân. Lợi dụng ngày Tết, lợi dụng những người nhẹ dạ cả tin, xem bói, phán lung tung cả, đúng không? Thầy này xem bói. Thầy cái gì? Ông này xem bói cho ai? Đấy. Dạ. Hôm trước ông vừa mới lên phường giáo dục ông về cái chuyện là tổ chức sóc đĩa ở đầu phố, xong hôm nay ông lại xem bói dạo à? Chết kiếm ăn. Kiếm cái gì? Bây giờ chú xử lý thế nào? Mời ông lên phường. Lừa đảo à? Đấy, cứ nhẹ dạ cả tin đi, rồi có ngày mất cả chì lẫn chài.